Chào mừng các bạn đã trở lại với video thuộc chủ đề số 2 và thuộc bộ video số 2 của kênh Ruby Show của chúng ta. Bài báo được đề cập tới trong video này có tiêu đề là Khám phá chợ truyền thống náo nhiệt nhất Daegu, Hàn Quốc, chợ Seomun. Mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là Let's explore the Seomun market. The busy traditional market in Daegu City, Korea. Trong video cùng chủ đề của bộ video trước thì chúng ta đã cùng đến với con đường Hwanghae-dangil hay đường Bosop ở thành phố Gyeongju ở xứ sở Kim Chi. Và ngày hôm nay chúng ta lại cùng nhau tham quan một điểm đến du lịch cũng rất nổi tiếng và hấp dẫn khác ở xứ sở Kim Chi. Và tên của địa điểm này đã được tiết lộ ngay trong tiêu đề của bài báo, đó là chợ truyền thống Seomun. Đây là một khu chợ rất nổi tiếng không chỉ ở thành phố Daegu mà còn ở toàn bộ xứ sở Kim Chi, bởi vì khu chợ này không chỉ bao gồm những gian hàng bán đồ lưu niệm, quần áo vân vân, mà còn bao gồm những hàng quán bán những món ăn vô cùng đặc sắc và hấp dẫn như là bánh sủi cảo dệt, mì kalguksu vân vân. Trong slide từ vựng ở phần số 4, số 2 thì mình đã chèn hình ảnh của món bánh sủi cảo dệt. Như thường lệ thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần số 1 của video này nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 1. Tiếp theo, mình và các bạn sẽ cùng đến với phần số 2 và phần số 3 của video này nhé. Let's explore the Seomun Market, the busiest traditional market in Daegu City, Korea.
When coming to a new country or city, visiting the traditional markets is an interesting experience to understand the local culture. When visiting Daegu City, Korea, Seomon Market is a tourist destination that visitors cannot miss immersing themselves in the lives of the people here. Seomon Market was born in the 17th century. Previously, Seomon Market was called Daegu Market, located in a different location than today. When Daegu City was expanded in 1920, Daegu Market was moved to a new location and renamed the current Seomon Market. The name, Seomon, means the market at the western gate. In the old days, when Daegu City was much smaller than it is now, this city had four main gates surrounded by walls for people to enter and exit itself, and Seomon Market was located at its western gate. Seomon Market has a large scale that no other market in Daegu City can match. There are eight areas in this market, including the area numbered 1, area numbered 2, area numbered 4, area numbered 5, Dongsan Shopping Area, Jianhai Shopping Area, Anjin Shopping Area and Luxury Plaza. In all those areas, there are about 5,500 shops located close together and owned by about 30,000 merchants. When coming here, visitors can easily find necessary products in life such as pharmaceutical products, clothes, accessories, household goods, dried foods, vegetables, seafoods, etc. 1. Experience diverse cuisine at Seomon Market. For people who are passionate about food and are willing to enjoy new dishes, this market is paradise. Seomon Market has many snack shops spread out. The dishes here are all meticulously prepared, have attractive scents and make it difficult for visitors to resist. The dishes here can be enjoyed quickly, especially the dish of kalguksu noodles that is made in the Daegu style and also called Nuran Guksu. Kalguksu noodles is a dish that Koreans usually eat as soon as it is hot. The flour is kneaded and rolled into thin layers, then cut into noodles with a knife and boiled in its very fragrant broth. Because these noodles are all cut with a knife, or kal, so they are named kalguksu. The taste of the broth of this dish varies according to the ingredients of each restaurant. The kalguksu noodles in Daegu City has the specific broth made from dried anchovies. When diners order, these noodles will be cooked on the spot along with winter melon and Chinese cabbage. This dish will be more delicious when eaten with a dipping sauce including Korean soy sauce, leek, garlic and powdered chilies. If you want to enjoy this dish like a true local, you can order a bowl of kalguksu noodles mixed with sujebi noodles called kaljebi. Sujebi is the flour that is kneaded and then squeezed by hand into thin, uneven noodles and cooked in its broth like kalguksu noodles. Noodle restaurants are scattered throughout this market, but are most often concentrated in the middle of two areas respectively numbered 1 and 4 of this market. If visitors don't know the way, they can ask the shop's owners here, then these owners will enthusiastically and friendly guide them to the place that they need to go. Another famous dish here is the napjak mandu. Considered a specialty of Daegu City, the thin layers are all made from the flour, stuffed with chopped vermicellis inside, molded into semicircles, and pressed into the thin pieces of the napjak mandu. Then, the chef will dip these pieces of the napjak mandu in water and then deep fry them. When eating, diners sprinkle them with some green onions, powdered chilies, Korean soy sauce. Locals love to eat the napjak mandu with tteokbokki pungent stir-fried rice cakes or jeolmyeon pungent noodles, as the savory taste of the napjak mandu is always paired well with dishes including pungent Korean chilies. When coming to Seomon Market, visitors should enjoy tteokbokki pungent stir-fried rice cakes, being one of the most loved street foods by Koreans. The pieces of this dish are all made from rice flour and wheat flour, then stir-fried with grilled chopped fish, vegetables, sauces and Korean chutney. The tteokbokki pungent stir-fried rice cakes is strongly pungent and slightly sweet. After eating it even once, you will remember it forever and want to eat more. 2. The interesting activities at Seomon Night Market at 7 p.m. every day. After Seomon Day Market closes, Seomon Night Market begins to operate. Opened for the first time in June 2016, Seomon Night Market has become a favorite entertaining spot in Daegu City.
Xiamen Night Market is located on the main road in front of Dongsan Shopping Area and exit number 3 of Xiamen Market Station on subway line number 3 connecting to this market's area number 2. Xiamen Night Market has up to 80 beautiful food-selling mobile stalls stretching along the length of 350 meters of the above road. The delicious snacks here are all processed on the spot. Diners can enjoy a variety of dishes such as grilled skewered chicken, kimbap rice rolls with their hearts being the bacon or beef steak, Thai pad noodles, fruit juices, etc. All of them are processed and served on site. Besides, visitors can also buy a variety of foods and enjoy them right at this night market. In addition, this night market also has caricature drawing corners and shops selling scented candles, attracting young Koreans. This night market operates non-stop throughout the year. On weekdays and Sundays, this night market is opened until 10 p.m. From March to November, it is opened until 11 p.m. On Fridays and Saturdays, this night market is opened until 11 p.m. From March to November, its operating hours vary by stores in it. If you want to go to Xiamen Market, public transportation is a convenient option for you. If going along the subway line number 3, then getting off at the exit numbered 3 of Xiamen Market Station or subway line numbered 2, then getting off at the exit numbered 5 of Cheongna Hill Station, you will see this market's gate right in front of you. Let's explore the Xiamen Market, the busiest traditional market in Daegu City, Korea. When coming to a new country or city, visiting the traditional markets is an interesting experience to understand the local culture. When visiting Daegu City, Korea, Xiamen Market is a tourist destination that visitors cannot miss, immersing themselves in the lives of the people here. Xiamen Market was born in the 17th century. Previously, Xiamen Market was called Daegu Market, located in a different location than today. When Daegu City was expanded in 1920, Daegu Market was moved to a new location and renamed the current Xiamen Market. The name Xiamen means the market at the western gate. In the old days, when Daegu City was much smaller than it is now, this city had four main gates surrounded by walls for people to enter and exit itself, and Xiamen Market was located at its western gate. Xiamen Market has a large scale that no other market in Daegu City can match. There are areas in this market, including the area numbered 1, area numbered 2, area number 4, area number 5, Dongsan Shopping Area, Gyeongha Shopping Area, Anjin Shopping Area, and Luxury Plaza. In all those areas, there are about 5,500 shops located close together and owned by about 30,000 merchants. When coming here, visitors can easily find necessary products in life such as pharmaceutical products, clothes, accessories, household goods, dried foods, vegetables, seafoods, etc. One experience diverse cuisine at Xiamen Market. For people who are passionate about food and are willing to enjoy new dishes, this market is paradise. Xiamen Market has many snack shops spread down. The dishes here are on meticulously prepared, have attractive scents, and make it difficult for visitors to resist. The dishes here can be enjoyed quickly, especially the dish of kangguksu noodles that is made in the Daegu style and also called nureun guksu.
Kangguksu noodles is a dish that Koreans usually eat as soon as it is hot. The flour is kneaded and rolled into thin layers, then cut into noodles with a knife and boiled in its very fragrant broth. Because these noodles are uncut with a knife or can, so they are named Kangguksu. The taste of the broth of this dish varies according to the ingredients of each restaurant. The Kangguksu noodles in Daegu City has the specific broth made from dried anchovies. When diners order, these noodles will be cooked on the spot along with winter melon and Chinese cabbage. This dish will be more delicious when eaten with a dipping sauce including Korean soy sauce, leek, garlic, and powdered chilies. If you want to enjoy this dish like a true local, you can order a bowl of Kangguksu noodles mixed with Suchebi noodles called Kanchebi. Suchebi is a flour that is kneaded and then squeezed by hand into thin, uneven noodles and cooked in its broth like Kangguksu noodles. Noodle restaurants are scattered throughout this market, but are most often concentrated in the middle of two areas, respectively number 1 and 4 of this market. If visitors do not know the way, they can ask the shop owners here. Then these owners will enthusiastically and friendly guide them to the place that they need to go. Another famous dish here is the Napchak Mandu, considered a specialty of Daegu City. The thin layers are all made from the flour, stuffed with chopped vermicelli inside, molded into semicircles and pressed into the thin pieces of the Napchak Mandu. Then the chef will dip these pieces of the Napchak Mandu in water and then deep fry them. When eating, diners sprinkle them with some green onions, powdered chilies, Korean soy sauce. Locals love to eat the Napchak Mandu with tteokbokki banchan stir-fried rice cake or jamjeon banchan noodles, as the savory taste of the Napchak Mandu is always paired well with dishes including banchan Korean chilies. When coming to Seomun Market, visitors should enjoy tteokbokki banchan stir-fried rice cake, being one of the most loved street foods by Koreans. The pieces of this dish are all made from rice flour and wheat flour, then stir-fried with grilled chopped fish, vegetables, sausage, and Korean chutney. The tteokbokki banchan stir-fried rice cake is strongly banchan and slightly sweet. After eating it even once, you will remember it forever and want to eat more. 2. The interesting activities at Seomun Night Market. At 7 p.m. every day, after Seomun Day Market closes, Seomun Night Market begins to operate. Opened for the first time in June 2016, Seomun Night Market has become a favorite entertaining spot in Daegu City. Seomun Night Market is located on the main road in front of Dongsan Shopping Area and exit number 3 of Seomun Market Station on subway line number 3 connecting to this market area number 2. Seomun Night Market has up to 80 beautiful
foot selling, mobile stones stretching along the length of 350 meters of the above road. The delicious snacks here are on processed on the spot. Diners can enjoy a variety of dishes such as grilled, skewered chicken, kimbap rice rolls with their hearts being the bacon or beef steak, Thai bath noodles, fruit juices, etc. All of them are processed and served on site. Besides, visitors can also buy a variety of foods and enjoy them right at this night market. In addition, this night market also has caricature drawing corners of shops selling scented candles attracting young Koreans. This night market operates non-stop throughout the year. On weekdays and Sundays, this night market is opened until 10 p.m. From March to November, it is opened until 11 p.m. On Fridays and Saturdays, this night market is open until 11 p.m. From March to November, its operating hours vary by stores in it. If you want to go to Samun Market, public transportation is a convenient option for you if going along the subway line number 3. Then getting off at the exit number 3 of Samun Market Station or subway line number 2, then getting off at the exit number 5 of Cheomna Hill Station, you will see this market gay right in front of you. Khám phá chợ truyền thống náo nhiệt nhất Daegu, Hàn Quốc, chợ Seomun. Khi đến một đất nước, thành phố mới, ghé thăm những khu chợ truyền thống là trải nghiệm thú vị để hiểu về văn hóa địa phương. Khi tham quan thành phố Daegu, Hàn Quốc, chợ Seomun là địa điểm du lịch mà du khách không thể bỏ lỡ để hòa mình vào đời sống của người dân nơi đây. Chợ Seomun ra đời từ thế kỷ 17. Trước đây, chợ Seomun có tên là chợ Daegu, nằm ở vị trí khác so với hiện nay. Khi thành phố Daegu được mở rộng vào năm 1920, chợ Daegu đã được chuyển đến vị trí mới và đổi tên thành chợ Seomun như hiện nay. Tên Seomun có nghĩa là chợ cửa Tây. Thời xưa, khi thành phố Daegu còn nhỏ hơn rất nhiều so với bây giờ, thành phố này có 4 cửa chính để người dân ra vào thành phố, với từng thành bao quanh, và chợ Seomun nằm ở cửa thành phía Tây. Chợ Seomun có quy mô lớn mà không có chợ nào ở Daegu có thể sánh bằng. Ở đây có 8 khu vực, bao gồm quận 1, quận 2, quận 4, quận 5, khu mua sắm Dongsan, khu mua sắm Gyeongha, khu mua sắm Anjin và Luxury Plaza. Tất cả có khoảng 5.500 cửa hàng nằm san sát nhau thuộc sở hữu của khoảng 30.000 thương nhân. Tại đây, khách tham quan dễ dàng tìm thấy các sản phẩm cần thiết trong đời sống như dược phẩm, thời trang, phụ kiện, đồ gia đình, thực phẩm khô, rau củ, hải sản, v.v. 1. Trải nghiệm ẩm thực đa dạng ở chợ Seomun. Với những người đam mê ẩm thực và sẵn sàng thử những món ăn mới lạ, thì đây chính là thiên đường. Chợ Seomun có rất nhiều cửa hàng đồ ăn vặt trải dài. Các món ăn ở đây đều được chế biến tỉ mỉ và tỏa ra mùi hương hấp dẫn, khiến những du khách khó có thể cưỡng lại. Tại đây các món ăn đều có thể thưởng thức nhanh chóng, nhất là mì cắt kangguksu theo kiểu Daegu, được gọi là Nureun Guksu. Mì kangguksu là món mà người Hàn Quốc thường ăn nóng. Bột mì được nhào và cán mỏng, rồi dùng dao cắt thành sợi và đun trong nước dùng thơm phức. Mì được cắt bằng dao hay can nên được đặt tên là kangguksu. Vị của nước dùng thay đổi theo nguyên liệu của từng nhà hàng. Món mì kangguksu ở Daegu có nước dùng đặc trưng được nấu từ cá cơm khô. Khi khách gọi món, mì sẽ được nấu ngay tại chỗ
cùng với bí đao, cải thảo. Món ăn này sẽ ngon hơn khi ăn cùng nước chấm gồm nước tương Hàn Quốc, hành baro, tỏi và bột ớt. Nếu muốn thưởng thức món ăn này như một người bản địa thực thụ, du khách có thể gọi một bát mì kangguksu lẫn với mì vắt suchebi, được gọi là kanchebi. Suchebi là bột mì được nhào nhuyễn rồi được vắt bằng tay thành các miếng mì mỏng không đều nhau và được nấu trong nước dùng như mì kangguksu. Các cửa hàng mì nằm rải rác khắp nơi trong chợ, nhưng thường tập trung nhiều nhất ở giữa quận 1 và quận 4 của chợ. Nếu du khách không biết đường đi, họ có thể hỏi những người chủ của các cửa hàng nơi đây. Khi đó những người chủ này sẽ chỉ dẫn nhiệt tình và thân thiện cho họ tới nơi cần đến. Một món ăn khác cũng nổi tiếng ở đây là bánh sủi cảo dệt hay nắp chắc mandu. Được xem là đặc sản của Daegu, bánh sủi cảo dệt được làm từ vỏ bột mì cán mỏng. Bên trong nhồi miến cắt nhỏ, nặn thành hình bán nguyệt ép mỏng. Sau đó đầu bếp sẽ nhúng bánh qua nước rồi rán giòn trong chảo dầu. Khi ăn, người ăn rắc thêm tí hành lá, bột ớt, nước tương Hàn Quốc. Người địa phương thích ăn kèm món sủi cảo dệt này cùng với bánh gạo xào cay tteokbokki hoặc mì cay jeonmyeon. Bởi vị thanh thanh của bánh bao dệt luôn được kết hợp tuyệt vời với những món ăn có vị cay của ớt Hàn. Đến chợ Seomun, du khách nên thử món bánh gạo xáo cay tteokbokki, một trong những món ăn đường phố được người Hàn yêu thích nhất. Món này được làm từ bột gạo và bột mì, rồi đem xào cùng với chả cá, các loại rau, sốt và tương ớt Hàn Quốc. Tteokbokki có vị cay đậm, thêm chút ngọt nhẹ, chỉ ăn một lần sẽ nhớ mãi và muốn ăn thêm. 2. Những hoạt động thú vị ở chợ đêm Seomun. Đến 19 giờ mỗi tối, sau khi chợ ban ngày đóng cửa, cũng là lúc chợ đêm bắt đầu. Được mở cửa lần đầu vào tháng 6 năm 2016, đến nay chợ đêm Seomun đã trở thành điểm vui chơi được yêu thích ở Daegu. Chợ đêm Seomun nằm ở con đường lớn trước cửa khu mua sắm Dongsan và cửa ra số 3 của ga chợ Seomun thuộc đường tàu điện ngầm số 3, nối sang khu vực quận 2 của chợ. Chợ đêm này có đến 80 xe đồ ăn nhỏ xinh trải dài suốt chiều dài 350m của con đường trên. Các món ăn vặt thơm ngon nơi đây đều được chế biến ngay tại chỗ. Du khách có thể thưởng thức vô vàn các món ăn như xiên thịt gà nướng, cơm cuộn kim bát với nhân thịt ba chỉ hoặc thịt bò bít tết, mì bát Thái, nước ép trái cây vân vân. Tất cả đều được làm và phục vụ ngay tại chỗ. Bên cạnh đó, du khách còn có thể mua nhiều loại đồ ăn và thưởng thức ngay tại chợ đêm này. Ngoài ra, trong chợ đêm này còn có góc vẽ tranh biếm họa và cửa hàng bán nến thơm, thu hút các bạn trẻ Hàn Quốc. Chợ đêm này hoạt động không ngừng nghỉ suốt năm. Vào ngày thường và chủ nhật, chợ mở đến 22 giờ. Từ tháng 3 đến tháng 11, chợ mở đến 23 giờ. Vào thứ 6 và thứ 7, chợ mở đến 23 giờ. Từ tháng 3 tới tháng 11, thời gian hoạt động của chợ thay đổi theo từng cửa hàng trong chợ. Nếu bạn muốn đi đến chợ Seomun, phương tiện giao thông công cộng là lựa chọn tiện lợi dành cho bạn. Du khách đi tàu điện ngầm theo đường tàu số 3 xuống ga chợ Seomun cửa ra số 3 hoặc theo đường tàu số 2 xuống ga đồi Cheongna cửa ra số 5 là sẽ thấy cổng chợ ở ngay trước mặt. Sau khi nghe hết pha nhà thì chúng ta sẽ bước vào phần từ vựng của video này nhé.
Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1, động từ immerse có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là chôn vào hoặc chôn vùi. Nghĩa số 2 là nhúng hoặc nhận chìm hoặc ngâm. Nghĩa số 3 là ngâm vào nước để rửa tội. Và nghĩa số 4 là hòa vào hoặc mắc vào hoặc đắm chìm vào hoặc ngập vào hoặc mải mê vào. Từ số 2, động từ expand có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là phát triển. Nghĩa số 2 là mở rộng hoặc trải ra. Nghĩa số 3 là nở ra hoặc phồng ra hoặc giãn. Nghĩa số 4 là khai triển trong toán học. Và nghĩa số 5 là trở nên cởi mở. Từ số 3, động từ rename có nghĩa là đặt tên mới hoặc đổi tên hoặc thay tên. Từ số 4, động từ từ số 4 là danh từ gầy có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là cổng hoặc cửa ra vào. Nghĩa số 2 là số người mua vé vào xem. Nghĩa số 3 là tiền bán vé vào cổng. Nghĩa số 4 là cửa đập hoặc cửa cống. Nghĩa số 5 là đèo hoặc hẻm núi. Và nghĩa số 6 là tấm ván tre hoặc ván chân hoặc cửa van trong kỹ thuật. Từ số 5, động từ match có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là xứng hoặc hợp. Nghĩa số 2 là đối chọi hoặc địch được hoặc sánh bằng. Và nghĩa số 3 là làm cho hợp hoặc làm cho phù hợp. Từ số 6, danh từ merchant có nghĩa là nhà buôn hoặc thương gia hoặc thương nhân. Ngoài ra từ này còn có một nghĩa nữa là người say mê một lĩnh vực bất kỳ nào đó. Từ số 7, tính từ pharmaceutical có nghĩa là thuộc dược hoặc thuộc việc mua bán thuốc hoặc thuộc việc sử dụng thuốc. Từ số 8, danh từ accessory có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là đồ phụ thùng hoặc phụ kiện. Mình xin đọc lại nghĩa này là đồ phụ thùng hoặc phụ kiện. Và nghĩa số 2 là kẻ tòng phạm hoặc kẻ đồng lõa trong pháp lý. Từ số 9, danh từ cuisine có nghĩa là cách nấu nướng hoặc ẩm thực. Từ số 10, tính từ passionate hoặc passionate có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là sôi nổi hoặc dễ cáu giận. Và nghĩa số 2 là đam mê hoặc say đắm hoặc nồng nàn hoặc nồng nhiệt hoặc thiết tha. Từ số 11, trạng từ meticulously có nghĩa là tỉ mỉ hoặc kỹ càng. Từ số 12, danh từ scent có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là mùi hơi của thú vật. Nghĩa số 2 là mùi hoặc mùi thơm hoặc hương thơm. Nghĩa số 3 là dầu thơm hoặc nước hoa. Và nghĩa số 4 là sự thích hơi hoặc tài đánh hơi hoặc khả năng phát hiện hoặc tính nhạy cảm. Từ số 13, danh từ flour có nghĩa là bột hoặc bột mì. Từ số 14, động từ knead có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là nhào hoặc nhào lộn. Nghĩa số 2 là trộn lẫn vào. Và nghĩa số 3 là xoa bóp hoặc đấm bóp hoặc tẩm quất. Từ số 15, danh từ noodle có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là người ngớ ngẩn hoặc người xuẩn ngốc hoặc người khờ dại. Và nghĩa số 2 là mì sợi. Đối với nghĩa này thì danh từ noodle luôn được dùng ở dạng số nhiều. Từ số 16, danh từ anchovy có nghĩa là cá cơm hoặc cá trộm. Từ số 17, hai cụm danh từ waxy pumpkin và winter melon cùng có nghĩa là bí đao. Từ số 18, cụm danh từ Chinese cabbage có nghĩa là cải thảo. Từ số 19, động từ deep có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là chấm hoặc nhúng hoặc ngâm hoặc nhận chìm hoặc dìm xuống. Nghĩa số 2 là tắm bằng nước tiệt trùng. Nghĩa số 3 là hạ xuống rồi lại kéo lên.
Nghĩa số 4 là hạ hoặc ngụp, hoặc hụp, hoặc lặn, hoặc chìm xuống, hoặc nghiêng đi, hoặc nhào xuống, hoặc dốc xuống. Và nghĩa số 5 là mắc nợ. Từ số 20, danh từ lịch có nghĩa là hành ba rô hoặc tỏi tây. Từ số 21, động từ powdered có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là rắc, nghĩa số 2 là thoa phấn hoặc đánh phấn, nghĩa số 3 là trang trí bằng những điểm nhỏ, và nghĩa số 4 là nghiền thành bột hoặc tán thành bột. Mình xin đọc lại từ này là powdered. Từ số 22, động từ squeeze có 7 nghĩa. Nghĩa số 1 là ép hoặc bắt hoặc nén hoặc siết chặt. Nghĩa số 2 là trên hoặc ẩn hoặc nhét. Nghĩa số 3 là tống tiền hoặc bòn mót tiền của hoặc bóp nặn. Nghĩa số 4 là thúc ép hoặc gây áp lực. Nghĩa số 5 là nặn hoặc ép hoặc cố đặn ra. Nghĩa số 6 là in dấu đồng tiền lên giấy hoặc in dấu đồng tiền lên sáp. Và nghĩa số 7 là chen lấn. Mình xin đọc lại nghĩa số 6 là in dấu tiền đồng lên giấy hoặc in dấu tiền đồng lên sáp. Hình ảnh mà các bạn đang được nhìn thấy đó là hình ảnh của món bánh sủi cáo dệt hay nắp chắc mandu. Từ số 23, tính từ uneven có 6 nghĩa. Nghĩa số 1 là lẻ, nghĩa này thường được dùng để nói về số trong toán học. Nghĩa số 2 là không bằng phẳng, hoặc không nhẵn, hoặc không đều, hoặc gồ ghề, hoặc gập ghềnh. Nghĩa số 3 là không đồng dạng, hoặc không đều nhau, hoặc không bằng nhau. Nghĩa số 4 là không cân sức. Nghĩa số 5 là thay đổi hoặc không đều. Và nghĩa số 6 là thất thường hoặc hay thay đổi. Từ số 24, tính từ scattered có nghĩa là lác đác hoặc lưa thưa hoặc rải rác. Từ số 25, trạng từ enthusiastically có nghĩa là phấn khởi hoặc hăng hái hoặc nồng nhiệt hoặc nhiệt tình. Từ số 26, động từ stuff có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là nhồi hoặc lèn hoặc bịt. Nghĩa số 2 là tọng hoặc ngốn. Và nghĩa số 3 là giao hợp hoặc giao cấu. Từ số 27, danh từ vermicelli có nghĩa là mì sợi hoặc bún hoặc miến. Chúng ta cũng có thể đọc từ này là vermicelli. Từ số 28, hai động từ này cùng được đọc là mold và nó có nghĩa là đúc hoặc nặn. Từ số 29, danh từ semicircle có nghĩa là hình bán nguyệt hoặc nửa vòng tròn hoặc nửa đường tròn hoặc vật được xếp theo hình bán nguyệt. Từ số 30, động từ sprinkle có nghĩa là tưới hoặc rải hoặc rắc hoặc té hoặc rưới. Ngoài ra từ này còn có một nghĩa nữa là rơi từng giọt hoặc rơi lắc rắc. Từ số 31, hai cụm danh từ green onion và spring onion cũng có nghĩa là hành lá. Từ số 32, cụm động từ to stir fry có nghĩa là xào. Từ số 33, tính từ pungent có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là hăng hoặc cay, nghĩa số 2 là sắc sảo, nghĩa số 3 là nhói hoặc muốt hoặc nhức nhối. Và một nghĩa nữa của từ này là sâu cay hoặc chua cay hoặc cay độc. Từ số 34, danh từ wheat có nghĩa là cây lúa mì hoặc hạt lúa mì. Từ số 35, cụm danh từ grilled, chopped, fish có nghĩa là chả cá. Mình xin đọc lại cụm từ này là grilled, chopped, fish. Từ số 36, hai từ này cùng được đọc là chutney và nó có nghĩa là tương ớt. Từ số 37,
Danh từ subway có hai nghĩa, nghĩa số 1 là đường ngầm và nghĩa số 2 là metro hoặc xe điện ngầm hoặc tàu điện ngầm. Từ số 38, động từ stretch có 7 nghĩa, nghĩa số 1 là kéo dài hoặc căng hoặc răng hoặc duỗi hoặc nong ra. Nghĩa số 2 là vươn vai. Nghĩa số 3 là đòi hỏi nhiều ở một người bất kỳ. Nghĩa số 4 là lợi dụng hoặc lạm dụng hoặc nói phóng đại hoặc nói ngoa hoặc thổi phồng. Nghĩa số 5 là trải ra hoặc chạy dài ra. Nghĩa số 6 là giãn ra hoặc rộng ra hoặc co giãn. Và nghĩa số 7 là mở rộng. Từ số 39, hai idiom on the spot và on site cùng có nghĩa là tại chỗ hoặc ngay tại chỗ. Từ số 40, động từ skewer có nghĩa là xiên. Từ số 41, danh từ bacon có nghĩa là thịt ba chỉ. Từ số 42, danh từ beef steak có nghĩa là thịt bò bít tết. Từ số 43, danh từ caricature có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là tranh biếm họa và nghĩa số 2 là nghệ thuật vẽ tranh biếm họa. Vừa rồi trong phần 3 thì mình đã đọc từ này chưa chính xác lắm. Và mình xin phép được đọc lại từ này là caricature. Từ số 44, danh từ candle có nghĩa là cây nến hoặc nến. Từ số 45, tính từ scented có hai nghĩa. Nghĩa số 1 là có mùi thơm và nghĩa số 2 là ướp nước hoa hoặc sức nước hoa. Từ số 46, tính từ và trạng từ non-stop có nghĩa là liên tục hoặc không ngừng nghỉ. Phần từ vựng vừa rồi là phần cuối cùng của video ngày hôm nay. Mình rất mong rằng mỗi khi các bạn đi du lịch đến với Hàn Quốc nói chung và thành phố Daegu nói riêng thì các bạn đừng quên ghé thăm chợ truyền thống Seomun nổi tiếng này và mua sắm những món đồ dùng cũng như là những đồ lưu niệm để sử dụng cũng như là tặng cho bạn bè và người thân nhé. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn và xin chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Xin tạm biệt các bạn.